Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV nha. Hiện tại mình đang có mặt ở Mitsubishi Kiên Giang nha các bạn. Mình ở đây là không phải để quảng cáo gì hết trơn á, chủ yếu là để thông báo thôi các bạn. Thì hôm nay mình ra đây để lấy xe nha. Mình lấy một chiếc xe 5 chỗ đã hoàn thành hết rồi, bấm biển số xong xuôi hết rồi. Xe đang ở bên phòng bên đó đang kiểm tra lại một số vấn đề kỹ thuật xong rồi mới ra. Thì hiện tại mình sẽ né cái biển số của mình ra nha các bạn, do mà sự riêng tư cho nên mình cũng không muốn cho bạn thấy cái biển số của mình ha, các bạn cũng thông cảm. Thì hôm nay mình làm cái video này chủ yếu để thông báo đến với các bạn một vấn đề. Thì thôi, để mình sẽ đi vào trong rồi mình sẽ lên xe nó yên tĩnh rồi mình nói ha. Cô chú anh chị mình mà xe thì nãy giờ mình cũng đã mang về tới nhà rồi, giờ mình đang cúng các bạn. Thì mình cũng xin thông báo như sau. Thì trước kia rồi mình cũng có từng bán cái kênh YouTube, thì mình cũng thông báo là để bán cái kênh đó. Thì mục đích của mình là để mua lại xe cuốc làm, nhưng mà cũng có một số vấn đề trục trặc á, cho nên mình không có làm xe cuốc. Thì rồi tới hôm nay mình mới mua chiếc xe này, quyết định mua xe này để mong là sẽ chạy được dịch vụ á. Thì cũng mong quý cô chú anh chị gần xa ủng hộ mình ha. Thì nói chung thì ở vòng vòng miền Tây mình á, thì ở đâu mình cũng tới được, quan trọng là cô chú anh chị ủng hộ là mình sẽ tới, Thái Dương TV sẽ tới. Thì ví dụ như ở xa, ở ngoài tỉnh á, như Thái Dương TV thì ở trong Kiên Giang ha, ở tuốt ở dưới huyện Dùng Riền giáp với Hậu Giang á. Nếu mà cô chú anh chị mà ở ngoài tỉnh á, hoặc là ở xa huyện Dùng Riền á, thì có thể cho Thái Dương TV hay trước một ngày hoặc hai ngày, thì mình sẽ sắp xếp để mình tới. Tại vì mà cô chú anh chị cũng biết rồi, Thái Dương TV đã làm lại một cái kênh YouTube mới á, thì cô chú anh chị ủng hộ xe cho Thái Dương TV thì Thái Dương TV sẽ tranh thủ đi sớm hơn một ngày để đi dài. Thái Dương TV vừa đi vừa quay á, cho nên là cô chú anh chị cũng đừng có ngại cái chuyện mà ở xa, ở ngoại tỉnh, ở khác tỉnh gì hết trơn á. Nói chung cô chú anh chị ủng hộ thì Thái Dương TV đã rất là vui rồi. Còn việc xa thì Thái Dương TV đã có sắp xếp cái chuyện ở xa, đi xa. Đó, giá cả thì ai sao thì mình dạy. Thì cũng như là mọi người cũng biết là Thái Dương TV cũng thường hay đi bãi coi xe cho những anh em trong nghề. Thì mấy anh em trong nghề thì trước khi nói về vấn đề này thì Thái Dương TV cũng xin nói là mình đã từng có đến thời điểm này cũng khoảng 20-21 năm trong cái nghề xe cuốc rồi. Thì mình đi coi xe, mình lựa xe thì thật sự ra là mình lựa rất là kỹ. Mình lựa xe, nếu mà mình đã nói là ok rồi thì mà ok, các bạn cũng thấy là ở trên kênh YouTube của mình quay á, thì những chiếc xe nào mình thật sự ok mình mới quay lên, chứ không có xe tào lao mình quay lên được. Cho nên là khi mà Thái Dương TV đi lựa xe cho cô chú anh chị đã nhờ á, thì mình lựa rất là kỹ. Còn về giá cả thì do hai bên thương lượng, Thái Dương TV không nhúng tay vào. Thì cũng bây giờ ví dụ như là mấy cô chú anh chị mà thuê thợ máy, thuê tài xế xe cuốc gì đó đi lên Sài Gòn để mà coi xe, test xe dùm, rồi về thì cũng phải tốn tiền cho tài xế vài triệu bạc. Thì thôi, Thái Dương TV cũng mong cô chú anh chị hãy tin tưởng Thái Dương TV để Thái Dương TV đi lựa xe cho cô chú anh chị. Thì cái tiền đó thì cũng như là cô chú anh chị ủng hộ vào cái việc là ủng hộ việc thuê xe cho Thái Dương TV á. Thì Thái Dương TV là rất là mừng, rất là cảm ơn quý vị về cái vấn đề đó ha. Thì sắp tới đây thì Thái Dương TV cũng sẽ thực hiện những cái chuyến hành trình cũng như là đi giao lưu với anh em ở khắp các tỉnh thành, cho nên là chắc là phải qua tháng sau thì tới lúc đó thì Thái Dương TV sẽ công bố trên cái kênh YouTube của mình. Thì cũng như là quý cô chú anh chị thấy Thái Dương TV đi quay ở tỉnh này tỉnh kia thì cũng đừng có ngần ngại, khi mà có việc cần đến xe thì cứ việc là alo thì Thái Dương TV sẽ sắp xếp đến được hết trơn á. Thì số điện thoại của Thái Dương TV sẽ để ở dưới cái màn hình kênh cái video này, cho nên là cô chú anh chị cứ việc cần xe thì cứ việc alo cho Thái Dương TV, cũng như là cho hay trước, nếu mà cô chú anh chị ở xa cứ việc cho hay trước 2 ngày 3 ngày, nói chung là càng lâu càng tốt để Thái Dương TV sắp xếp ha.
chứ nhiều khi gấp quá mà ở xa Thái Dương TV đạp qua không kịp á. Thì Thái Dương TV cũng chỉ có đôi lời tâm sự với cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể hiểu hơn và ủng hộ cho Thái Dương TV ha. Thì để không mất thời gian quý cô chú anh chị nữa, Thái Dương TV xin kết thúc video ở đây. Thái Dương TV xin thành thật cảm ơn cô chú anh chị đã xem video này và ủng hộ cho Thái Dương TV về sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.